Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cây máy cắt cỏ muốn giới thiệu đến các bạn ha. Cái máy này nó đến từ thương hiệu của Maru, Maruyama, và nó có tên riêng là MB265SB ha các bạn. Cây Maru này nó có cái nòng là 34 ly ha. Và đặc biệt dòng máy này nó có bít tông có khe chứa chất nhờn ha. Bít tông có khe chứa chất nhờn. Do đó là nó hoạt động ở trong semi nó rất là trơn tru ha. Khi máy mình chạy nhỏ nó dư chất nhờn, dư nhớt, nó tích lũy ở ngay cái khe bê tông. Sau mình tăng tốc là nó tiết ra ha, nó làm cho máy mình trơn, hạn chế tối thiểu cái việc mà dính nồng nha các bạn, dính nồng xếp bạc, hạn chế rất là tốt. Do đó máy mình nó hoạt động nó vừa trơn tru ha, nó vừa ít tốn kém xăng, nó dẫn đến ít tốn kém xăng và máy cũng khỏe ha các bạn. Nó có xả áp tự động ha, nó có chụp giật trợ lực các bạn, chụp giật trợ lực máy kháo luôn. Nó chạy chế quạt khí quanh rồ ha. Đây, ở phía dưới nó có chân dựng ngọt, made in ra băng trong lốc luôn ha. Dòng máy này là nắp xăng kính nha các bạn. Maru là lúc nào nắp xăng nó cũng kính đó. Maru là nắp xăng kính ha. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy thì gồm có xăng không có nhớt các bạn. Xăng này ha, nhớt ha. À, với tỷ lệ mình khuyến cáo các bạn nên xài là từ tối thiểu phải 50cc trên 1 lít xăng nha các bạn. 50cc nhớt trên 1 lít xăng. À, nhớt hai thì nha các bạn. Tại vì động cơ của mình là động cơ hai thì. Do đó mình phải dùng nhớt hai thì ha. 50cc nhớt trên 1 lít xăng ha. Thì máy hoạt động rất là tốt các bạn. Ok. Máy rất là bền bỉ luôn. Ở dưới lốc nó có đóng made in xe bằng nha. Đây công tắc ở đây ha các bạn. Máy rất là đẹp. Đây cầm như cái đệm hồng ha, một dây đeo đây ha. Tay cầm nó đây, tay lái nó đây. Ra yeah, ha, rất là nhẹ nhàng, rất là ngon. Cần lắp máy ru trắng cỏ đây ha, cỏ zin của nó luôn, cùi của nó có siêu chống dính cỏ, chén ấp ngược từ phía dưới lên nè các bạn. Cái này mình gọi là siêu chống dính cỏ ha. Chống dính cỏ rất là hữu hiệu, các bạn chạy tối ngày nó không bị kẹt dao ha, không bị kẹt dao, nó quay tích mù luôn, không bị kẹt dao, xài rất là ngon luôn. Tổng thể cái máy này các bạn, rồi để mình nổ thử cho các bạn xem ha. Nó chụp giật trợ lực xả áp tự động, do đó nó rất là nhạy nổ, nhẹ giật ha. Khởi động rất là nhẹ luôn. Đầu tiên thì mình cũng bơm xăng nha các bạn. Máy nguội mình cũng bơm xăng, đóng e ha. Nhưng mà khi nó đã lên xăng rồi thì mình giật là nó nổ thôi, không cần phải đóng e, không cần phải bơm xăng nữa ha. Giờ mình giật là nó nổ ha. Thôi nó nè. Đấy. Mình thấy rất là đã luôn ha. Giật chỉ khẽ, giật nhẹ, rất là nhạy luôn ha. Chụp giật trợ lực các bạn, giật qua tua là nó nổ à. Thank you.
cầu nó rất là trơn các bạn, đá mình rất là ngồi nha. Này rất là bóng nha. Cái video mình giới thiệu cây Maruyama nồng 34 ly, cái này là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.